Như Nguyễn rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn với những thông tin thời tiết đáng chú ý trên VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, chiều nay mây dông lại phát triển và gây mưa cho nhiều nơi ở miền Tây Nam Bộ. Trong đó Cần Thơ, An Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Hậu Giang, trời mưa vừa, mưa to. Lượng mưa ghi nhận trong 2 tiếng khoảng từ 30 cho đến 67mm. Sang ngày mai, mưa dông sẽ tiếp tục xuất hiện ở Nam Bộ, bắt đầu từ 1 giờ chiều. Cảnh báo có nơi mưa to tới 50mm, tương ứng với những vùng có màu xanh đậm này. Mưa dồn dập trong thời gian ngắn dễ gây ngập úng cục bộ ở các vùng trũng thấp, các khu đô thị. Đồng thời, trong cơn mưa dông có khả năng cao đi kèm gió giật và sấm sét nguy hiểm. Vì thế chúng ta cần đề phòng, bởi sấm sét có thể xuất hiện vào bất cứ lúc nào trong cơn dông, ngay cả khi mưa ngớt. Trong vòng 30 phút, sét vẫn có thể đánh xuống, phá hỏng đồ đạc, đe dọa tính mạng con người. Để an toàn khi trời mưa dông, ngay cả khi ở trong nhà, chúng ta vẫn nên tắt điện thoại, tránh xa các vật kim loại, tắt cả tivi, các thiết bị thu sóng và không đứng gần cửa sổ. Thưa quý vị, trước khi có mưa, toàn Nam Bộ sẽ có khoảng nắng gián đoạn từ sáng đến trưa mai. Người dân tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và nhiều thành phố khác thì có thể thấy nóng khi nhiệt độ ở mức sẽ là 32 đến 34 độ. Chỉ một vài nơi gần biển như Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Phú Quốc là dịu hơn, nhiệt độ ở mức 30, 31 độ. Xin chuyển sang thông tin thời tiết biển. Trên biển, vùng biển từ Bình Thuận, Cà Mau dự báo ít mưa, ngày mai có nắng, gió cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km. Trái lại, vùng biển Cà Mau, Kiên Giang lại có mưa trong cơn dông, tiềm ẩn lốc xoáy, gió giật. Huyện đảo Trường Sa cũng cảnh báo mưa dông lốc xoáy và gió giật. Còn huyện đảo Hoàng Sa có nắng, gió nhẹ, biển êm, tầm nhìn xa trên 10 km. Và với thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.